Được thành lập từ năm 2003, tập đoàn Lã Vọng do ông Lê Văn Vọng làm chủ tịch hội đồng quản trị, sở hữu chuỗi hệ thống các nhà hàng tại Hà Nội. Trong lĩnh vực bất động sản, đơn vị này được biết đến là chủ đầu tư của dự án khu đô thị cao cấp ngôi nhà mới New House Sala, Louis City Đại Mỗ. Hiện tập đoàn Lã Vọng có một số công trình được cho là sai phép như dự án kết hợp giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ, công ty sông Nhuệ và công ty cổ phần thương mại ngôi nhà mới thuộc tập đoàn Lã Vọng. Trong đó, công ty sông Nhuệ là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 2083 QĐ Ủy ban Nhân dân ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và có số vốn điều lệ là 600 tỷ đồng và 10.553m2 đất trụ sở cơ sở 2 tại khu đô thị Sala, quận Hà Đông. Bản chất của thương vụ này là tập đoàn Lã Vọng bỏ tiền cải tạo, tân trang trụ sở làm việc cho công ty sông Nhuệ và nắm quyền khai thác kinh doanh đất vàng, nhưng thực hiện trên danh nghĩa hợp tác. Bộ Tài chính cũng còn đánh giá sau khi rà soát các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có dự án New House Sala của liên doanh công ty sông Nhuệ và ngôi nhà mới. Theo đó, việc sắp xếp lại cơ sở, nhà đất của doanh nghiệp nhà nước tại dự án New House Sala để xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở không thực hiện đấu giá theo quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013. Được biết, dự án Louis City Đại Mỗ được tập đoàn Lã Vọng sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ định thầu thực hiện dự án BT cải tạo hồ ở quận Long Biên, đã được giao gần 10 ha đất tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm để thực hiện dự án Louis City Đại Mỗ. Dự án Louis City do công ty cổ phần thương mại ngôi nhà mới, công ty thành viên của tập đoàn Lã Vọng làm chủ đầu tư, đang được triển khai chào bán rầm rộ hiện nay với giá thành đắt đỏ, chính là dự án được xây dựng trên diện tích đất được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định là dự án đối ứng khi công ty ngôi nhà mới thực hiện hợp đồng BT. Hiện nay giá nhà đất tại dự án này đang ở mức gần 90 triệu đồng một mét vuông, một mức giá khá cao nhờ vị trí đắc địa khi nằm trên khu đất vàng của thành phố Hà Nội. Giá nhà đất ở đây cũng có dấu hiệu tăng lên từng ngày và sẽ ngày càng được thổi lên cao hơn nữa. Nhầm tính sơ bộ có thể thấy rằng công ty ngôi nhà mới mà cụ thể là tập đoàn Lã Vọng sẽ có thể thu lợi được nhiều nghìn tỷ đồng nhờ việc bán các biệt thự và căn hộ tại dự án này. Đây có thể coi là mỏ vàng của tập đoàn này. Mà sâu xa hơn nữa, những dự án BT kiểu như vậy chính là miếng ngon béo bở luôn được tập đoàn Lã Vọng nhắm tới và dùng mọi cách với nhiều chiêu trò để có được hòng trục lợi. Một trong những công trình khiến nhiều người bức xúc là tổ hợp ăn chơi của tập đoàn Lã Vọng tại khu Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, mọc trên khu đất được quy hoạch làm bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa vẫn tồn tại. Theo quy hoạch, hơn 1 hectare đất vàng có ký hiệu là DX1, DX2, DX3, DX4, CX1, CX2. Khu đô thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy do công ty cổ phần thương mại ngôi nhà mới và công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng thực hiện. Vốn được quy hoạch làm bãi đỗ xe, cây xanh kết hợp với dịch vụ công cộng. Tuy nhiên đến nay, khu vực này đã biến thành tổ hợp nhà hàng ăn uống quy mô lớn. Điều đáng nói là dù sai phạm này đã được điểm mặt chỉ tên từ năm 2014, nhưng đến nay thì nhà hàng này vẫn hoạt động bình thường. Nhà hàng ven hồ trên bán đảo Hồ Đống Đa. Nhà hàng Lã Vọng trên bán đảo Hồ Đống Đa, quận Đống Đa, Hà Nội là một trong nhiều công trình sai phạm của tập đoàn này, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Được biết vào năm 2015, công trình này của Lã Vọng đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra và xử lý triệt để. Cụ thể là một phần trong tổng diện tích là 5.600m2 đất gồm 4 khu vực của dự án đầu tư khu vui chơi giải trí bán đảo Hồ Đống Đa đã được công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Thủy, chủ đầu tư dự án sử dụng không đúng mục đích. Trong đó, khu được phê duyệt để xây mới công trình vui chơi giải trí và dịch vụ tổng hợp lại được cho thuê để kinh doanh nhà hàng mang biển hiệu Lã Vọng.